Chào các em học sinh khối 12, cô trò mình lại gặp nhau với cái bài 20 của chương 4. Như cô đã nói, cái bài 20 là bài quan trọng nhất của chương 4 và chứa khối lượng kiến thức rất nhiều. Và trước khi vào bài 20 thì cô có một số câu kiểm tra của bài 18, 19. Câu 1, trình từ các bước trong tròn rỗng bằng phương pháp gây đột biến. Các em phải làm quen với những cái câu trắc nghiệm này. Khi người ta ra ghi lộn xộn 1, 2, 3, không theo một trình tự nào và mình phải sắp lại cho người ta. Như hôm bữa giảng cái bài 18, 19 cô cũng đã nói các em rồi. Vậy giờ mình sắp lại, đầu tiên là xử lý mẫu vật, rồi sau đó là chọn lọc và cả thể có thể mong muốn và thử, cuối cùng là tạo dòng thuần. Vậy đáp án của mình là đáp án B, 3, 2, 1. Được chưa? Câu 2. Cơ sở vật chất di truyền của cầu đô ly được hình thành ở giai đoạn nào trong quy trình nhân bản? Cơ sở vật chất đó là truyền nhân của tế bào tuyến vú và tế bào trứng đã bị bỏ nhân. Câu 3. Để nhân nhanh các giống lan quý, các nhà nghiên cứu cây cảnh đã áp dụng phương pháp nào? Phương pháp gì các em nhỉ? Tất nhiên là nuôi cái tế bào và nuôi thực vật rồi. Đúng không? Đấy. Đó là những cái kiến thức của bài cũ. Vậy chúng ta thấy để chọn và tạo giống vật nuôi cây trồng có những cái phương pháp nào chúng ta đã học nhỉ? Đầu tiên có thể tạo giống mới dựa trên nguồn biến dị tổ hợp qua lai hữu tính, hay là tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào. Vậy còn cách nào khác không? Có thể tạo ra một cái giống chuột mà có khả năng phát sản không? Hay là có thể tạo ra một cái cây cà chua chuyển gen kháng sinh? Kháng sinh, vật ký sinh không? Để nó không bị bệnh ấy các em, cho cây có năng suất cao. Và bài này cô sẽ dạy các em những cái điều mà chúng ta nghĩ chỉ có trong tưởng tượng thôi. Tạo ra những cái giống vật nuôi cây trồng nó rất là kỳ. Bài 20, tạo giống nhờ công nghệ gen. Cùng học bài với cô nha. Bài giảng một lần nữa là không lừa video đâu đó. Ha. Chúng ta thấy đây một số ví dụ như cà chua mà có chất chống ung thư, hay là cái giống lúa gạo vàng không phải người ta sơn màu đâu, mà gạo nó như thế này có màu vàng, sao lại như thế? Hay cái vườn bông này cho năng suất rất tốt, rồi những cái con dê này lại sản xuất ra tơ nhện, hay những cái con cá này có khả năng phát sản trung bình, vân vân. Đó là nhờ công nghệ gen. Vậy công nghệ gen là gì? Một lớn công nghệ gen, chúng ta đi khái niệm. Một khái niệm về công nghệ gen. Công nghệ gen là gì? Chúng ta ghi lại. Công nghệ gen là một quy trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới. Được chưa? Phải nhớ cho cô là quy trình mà tạo ra những cái tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới. Ví dụ cái con chuột bình thường nó đâu có phát sản trong đêm được, giờ con chuột có khả năng phát sản trong đêm, vậy đó có phải gen mới không? Đúng không? Hay là cà chua, chúng ta phải cà chua bình thường để nó thổi nhanh lắm, nhưng giờ cà chua cái gen mà gây chỉnh của nó bị bất hoạt nên có thể để cả tháng luôn, và trong công tác vận chuyển rất tốt. Vậy cà chua đó bị biến đổi gen rồi, vậy đó là thành tựu của công nghệ gen, đó là khái niệm về công nghệ gen. Và đóng vai trò trung tâm của công nghệ gen là kỹ thuật chuyển gen, nhớ nha. Có trách nhiệm người ta hỏi đấy, trung tâm của công nghệ gen là gì? Là kỹ thuật chuyển gen. Vậy kỹ thuật chuyển gen là gì? Là kỹ thuật tạo ADN tái tổ hợp để chuyển gen từ tế bào này sang tế bào khác. Chưa? Để chuyển gen từ tế bào này sang tế bào khác. Và chúng ta đi sang phần 2, các bước cần tiến hành trong kỹ thuật chuyển gen. Cô nói rồi, bài này kiến thức nó dài, ghi hơi nhiều, các em cố gắng ha. Cô lấy ví dụ, người ta muốn chuyển gen từ tế bào người sang tế bào vi khuẩn,
thì phải làm như thế nào? Trước khi làm như thế nào thì mình phải có một số khái niệm cơ bản cái đã. Đầu tiên phải cần thủy truyền, chứ không thể đưa gen của người bảo vi khuẩn ơi mày sản xuất hồ tao được, đúng không? Phải có thể truyền. Về thể truyền là gì? Thể truyền thực chất là một phân tử ADN nhỏ có khả năng nhân đôi độc lập với hệ gen của tế bào chủ, cùng như có thể gắn vào hệ gen của tế bào chủ. Được chưa? Đó là thể truyền. Nhớ nha. Thể truyền có thể là plasmid. Plasmid là gì? Người ta dùng thể truyền phổ biến nhất là plasmid này. Nhìn này. Plasmid là phân tử ADN nhỏ dạng vòng, thường có trong tế bào chất của nhiều loài vi khuẩn và cả nhân. Được chưa? Đó là plasmid. Ha. Ngoài thể truyền dùng plasmid thì người ta có thể dùng virus hoặc một số nhiễm sắc thể nhân tạo, nhưng phổ biến là plasmid. Được ha. Vậy ADN tái tổ hợp là gì? ADN tái tổ hợp là một phân tử ADN nhỏ được lắp ráp từ các đoạn ADN lấy từ các tế bào khác nhau, gồm thể truyền và gen cần chuyển. Ba cái khái niệm này các em ghi vào cho cô. Thể truyền, ví dụ một số loại thể truyền và ADN tái tổ hợp. Hoặc cái ADN tái tổ hợp này dài dòng quá, ghi cho cô ADN tái tổ hợp gồm ADN của tế bào cho và thể truyền. Được chưa? Và thể truyền. Được. ADN tái tổ hợp có nhiều tên gọi. Cô lấy ví dụ này. Trong tế bào vi khuẩn đó, các tế bào vi khuẩn là thuộc sinh vật nhân sơ, nhân của nó chưa hoàn thiện. ADN của vi khuẩn là một vùng nhân nằm lộn xộn này. Rồi đây là phân tử ADN dạng vòng nằm trong tế bào chất của vi khuẩn. Người ta dùng phổ biến nhất. Một số dạng thể truyền là vector này, hay là virus, hoặc là nhiễm sắc thể nhân tạo tham khảo ha. Chúng ta đi sang phần 2, phần quan trọng nhất của cái bài này. Các bước cần tiến hành trong kỹ thuật chuyển gen, các em phải tập trung ở đây để các em hiểu. Các em quan sát sơ đồ sau cho biết kỹ thuật chuyển gen cùng gồm những cái bước cơ bản nào các em. 10 giây dừng ở đây đi. Cô phân ra bước A là gì, bước B là gì, bước C là gì. Vậy chúng ta thấy cần 3 bước cơ bản. Đầu tiên là tạo ADN tái tổ hợp. Thứ hai là chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhân. Và thứ ba là phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp. Câu trắc nghiệm người ta cũng hay hỏi ở đây là trình từ các bước của kỹ thuật chuyển gen. Vậy mình phải xếp cho đúng. Bước 1 là tạo ADN tái tổ hợp, bước 2 là chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhân, và bước 3 là phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp nha. Nhớ trình từ các bước cho cô. Và giờ cô vào giải trình từ các bước đó. Đầu tiên là tạo ADN tái tổ hợp. Tập trung với cô đi nào. Giờ tế bào chứa gen cần chuyển. Đây. Người ta sẽ cắt một đoạn gen cần chuyển ra khỏi cái tế bào chứa gen cần chuyển này. Rồi người ta lấy plasmid ra khỏi tế bào chất của vi khuẩn. Được chưa các em? Tất nhiên là làm kỹ thuật này đòi hỏi rất tinh vi, phải những nhà khoa học được đào tạo và trong phòng thí nghiệm khép kín về kỹ thuật siêu việt khi làm được cái công nghệ này. Còn giờ là chúng ta học thôi, hiểu không? Còn Việt Nam là mua cái công nghệ này, chứ Việt Nam không thể sáng tạo ra được cái công nghệ này được. Giờ chúng ta thấy người ta dùng một loại enzyme cắt tên là restriptase. Rồi, enzyme cắt. Cắt một đoạn gen cần chuyển. Rồi sau đó cắt một đoạn trên thể truyền.
em xin cắt cắt một đoạn cái thể truyền này. Làm sao mà cái gen cần chuyển này nó khớp với cái đoạn cắt ở trên thể truyền này cả em này. Đấy, nào, các em nhìn. Đấy. Rồi sau đó nối lại, nhờ enzyme nối ligasa nối lại với nhau để tạo nên ADN tải tổng. Như lúc đầu cô nói ADN tải tổng gồm gì? Gồm thể truyền và gen cần truyền. Hay là gồm ADN của thể truyền và ADN của gen cần truyền cũng được. Hoặc là gồm ADN của gen cần truyền cộng plasmid. Được chưa? Đúng không? Giờ cô nhắc lại một lần nữa. Người ta sẽ dùng một loại enzyme cắt tên là restrictase để cắt một đoạn ADN của gen cần truyền. Cắt một đoạn ADN của gen cần truyền. Sau đó cùng dùng enzyme này cắt một đoạn trên cái thể truyền để làm sao mà hai cái đoạn cắt này khớp lại với nhau. Sau khi cắt thì dùng enzyme nối ligasa nối lại với nhau. Thấy chưa? Để tạo nên ADN tại tổ hợp. À, hiểu nha. Vậy có ba câu trắc nghiệm người ta hay hỏi cả em ở đây. Câu thứ nhất người ta hỏi enzyme cắt tên là gì? Enzyme cắt tên là restrictase. Enzyme nối tên là gì? Enzyme nối tên là ligasa. Và ADN tại tổ hợp của những thành phần nào? Đó là thể truyền và gen cần truyền. Trong ADN tại tổ thì phải linh đồng câu trả lời như hồi nãy cô giảng á. Đây là sơ đồ lại để các em hiểu thôi. Em dùng cắt ha. Em dùng cắt cắt một đoạn gen cần truyền. Rồi cắt một đoạn của lắp mít này. Ha. Rồi nối lại với nhau. Rồi em đi nối ligasa tạo thành ADN tại tổ hợp này. Rồi chúng ta thấy giờ hãy trình bày cho cô các bước của kỹ các bước để tạo ra ADN tại tổ hợp. Nào. Quay lại thì cô dạy. Giờ cô chừng 10 giây ở đây để các em trả lời câu hỏi này. Nào, đầu tiên là gì đây? Các em ghi bài nha. Đầu tiên là tách chia thể truyền và gen, hay còn gọi là ADN cần truyền ra khỏi tế bào. Thứ hai, xử lý bằng một enzyme cắt giới hạn, enzyme cắt còn gọi là enzyme giới hạn restrictase, lấy màu vệt đỏ vạch chân dưới đây đi, tạo ra một đầu dính để khớp với các đoạn ADN với nhau, để khớp các đoạn ADN với nhau. Sau đó dùng một loại enzyme nối ligasa gắn các đoạn ADN để tạo nên ADN tái tổ hợp. Cô giải rất chậm để các em hiểu rồi đấy nha. Này, cắt một đoạn gen, dùng enzyme cắt restrictase, dùng enzyme cắt restrictase cắt một đoạn của plasmid, rồi dùng enzyme ligasa nối lại với nhau để tạo nên ADN tại tổ hợp. Được chưa? Đó. Bước 2, đưa ADN tại tổ hợp vào trong tế bào nhân. Giờ làm sao mà đưa được ADN tại tổ hợp vào tế bào nhân? Ví dụ, giờ cô muốn chuyển cái gen mà sản xuất insulin từ con người á, để nhờ con vi khuẩn sản xuất hồ. Vì sao lại phải nhờ con vi khuẩn sản xuất hồ? Tại vì vi khuẩn E. coli được dùng phổ biến nhất. Tốc độ sinh sản của vi khuẩn E. coli trong điều kiện lý tưởng là 20 phút nó nhân đôi một lần. Nên khi nhân đôi thì cái gen mà của người chuyển sang nó cũng được nhân đôi, đúng không? Nên sản phẩm của gen là protein và thu được. Protein sản phẩm của gen sản xuất insulin là gì? Là chữa bệnh đái tháo đường, tiểu đường đó các em. Chưa? Đưa ADN tại tổ hợp vào trong tế bào nhân bằng cách nào đây? Người ta dùng canxi clorua hoặc sung điện cao áp để làm giãn màng sinh chất của tế bào, làm cho ADN tại tổ hợp dễ dàng đi qua. Đây, chuyển ADN tại tổ hợp vào trong tế bào con vi khuẩn E. coli nha.
Người ta dùng muối hoặc là sung điện cao áp để làm giảm bằng sinh chất và ADN tại từng bộ phận trong tế bào nhỉ. Đây, giảm bằng sinh chất và để ADN tại tổ hợp và công tử bằng nhận nó phải. Cái phần này tham khảo thôi, không cần ghi. Ngoài ra, việc chuyển gen vào tế bào nhận có thể sử dụng súng bắn gen hoặc kim vi tiêm hoặc dùng thể thực khuẩn để chuyển gen. Ngoài ha, cái cách này còn có những cách này nữa. Chưa? Và chúng ta thấy không phải là tất cả các tế bào nhận đều nhận được ADN tại tổ hợp đâu, nên người ta phải phân lập cái dòng tế bào nào mà chứa ADN tại tổ hợp thì người ta đem nuôi về để thu sản phẩm chứ, đúng không? Còn dòng nào không nhận được thì người ta sẽ loại bỏ đi. Vậy phân lập bằng cách nào? Chọn thể truyền có gen đánh dấu hoặc gen thông báo. Vậy là cái thể truyền, khi người ta truyền người ta có gen cái đánh dấu rồi, và cái thể truyền nào có gen đánh dấu, vậy là cái tế bào đó nhận được ADN tại tổ hợp và người ta đem nuôi cấy đấy. Chọn thể truyền có gen đánh dấu hoặc gen thông báo có thể nhận biết được tế bào có ADN tại tổ hợp qua các sản phẩm của nó bằng các kỹ thuật nhất định. Cho các em, kỹ thuật này rất tinh vi, đòi hỏi trình độ rất cao đó các em. Giờ vậy là ba bước của kỹ thuật chuyển gen cô đã giảng cho các em rồi ha. Các em phải ghi bài đầy đủ và nhớ trình từ ba bước này cho cô. Giờ cô giảng đến cái phần hai lớn là ứng dụng công nghệ gen trong tạo giống biến đổi gen. Vậy thế nào là sinh vật biến đổi gen? Cho chúng ta thấy bây giờ người ta bảo là cái gì nho biến đổi gen rồi bắp biến đổi gen, nên là có màu tím, màu vàng, màu đỏ trên cùng một cái bắp á cả thêm. Vậy chúng ta là những cái người mà học hệ kiến thức lớp 12, kiến thức phổ thông nhất, chúng ta phải biết thế nào là sinh vật biến đổi gen để mà áp dụng ra cuộc sống. Đúng không? Sinh vật biến đổi gen là sinh vật mà hệ gen của nó được con người làm biến đổi phù hợp với ai? Phù hợp với lợi ích của mình, phù hợp với lợi ích của con người. Ví dụ con cá nó có khả năng phát sáng. Giờ hỏi nha, bản thân con cá nó có muốn phát sáng không? Nó đâu có muốn phát sáng. Phát sáng như thế kẻ thù phát hiện nó để giết nó chết cho nhanh, đúng không cả em? Nhưng với cái nhu cầu thể hiện của con người thì con người chuyển cái gen đom đóm có khả năng phát sáng vào trong con cá, làm cho con cá có khả năng phát sáng nên là nó đẹp và để làm cá cảnh á, để bán với giá thành cao. Hay là con chuột, đúng không? Nó chạy trong đêm nó phát sáng, có phát hiện ra nó nhanh không? Phát hiện ra nó và diệt nó nhanh lắm. Vậy bản thân sinh vật có muốn biến đổi gen không? Thật sự bản thân sinh vật không muốn biến đổi gen đâu, mặt để phù hợp với lợi ích của con người thôi. Được chưa các em? Cây đu đủ mang gen kháng virus, cà chua có gen kháng ung thư, lúa có beta carotene. Beta carotene là tiền mà sản xuất ra vitamin A đó các em. Bình thường mình ăn lúa mỗi vitamin nhóm B và E, giờ lại có thêm cả vitamin A nữa để chống các bệnh về mắt này. Tốt quá ha. Bắp có gen kháng tuyến trùng đục sậy, hay dê biến đổi gen cho sửa chữa protein và thôi nhỉ. Hay gà mang gen tạo thuốc trị ung thư trong trứng. Không, ăn những cái này tốt quá. Một số vật nuôi cây trồng có gen bị biến đổi này. Chưa? Vậy người ta có thể làm biến đổi hệ gen của sinh vật bằng những cách nào? Chúng ta ghi bài. Cả cách làm biến đổi hệ gen của sinh vật. Cách thứ nhất, đưa thêm một gen lạ vào hệ gen. Như hồi nãy cô nói đấy, con chuột nó đâu có cái gen phát sáng, giờ đưa cái gen phát sáng vào hệ gen của nó, đó là gen lạ, đúng không? Làm biến đổi một gen có sẵn trong hệ gen, hoặc loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó có trong hệ gen mong muốn. Ví dụ gen cái chùm cà chua người ta làm bất hoạt đi thì cà chua sẽ bảo quản rất lâu, đúng không? Đi vào nha các em, ba bước.
Giờ chúng ta đi sang phần 2. Một số thành tựu tạo giống biến đổi gen. A. Đó là đối với động vật, từ từ nghe giảng cái đã. Thành tựu đối với động vật á, cô giảng động vật xong rồi cô giảng thực vật, cô giảng vi sinh vật. Giờ cách tiến hành tạo động vật trụ gen. Các em thấy nào. ADN tại tổ hợp. Người ta tưởng thủ tinh vi tiêm ADN vào nhân của cái trứng thủ tinh, rồi cấy phôi vào con mè thay thế này, cho ra cừu con chuyển gen và thu nhận sữa từ động vật chuyển gen này. Thấy không, quy trình cô ghi bên này, lấy trứng của con vật thụ tinh trong ống nghiệm, tiêm gen cần chuyển vào hợp tử các cái, rồi cấy phôi chuyển gen vào tử cung của con vật khác, sinh ra một con vật chuyển gen. Chưa? Cái cách tiến hành tạo động vật chuyển gen các em không cần ghi, các em chỉ cần ghi cái thành tựu của nó. Các thành tựu ví dụ tạo cầu biến đổi gen, các em ghi A nhỏ đi, thành tựu tạo động vật biến đổi gen đi. Tạo kiểu biến đổi gen sản xuất protein người trong sữa. Ô hay quá, trong sữa cừu mà lại có protein của người. Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ nhỏ, đúng không? Vậy chúng ta thấy trong sữa cừu này kiểu protein của người. Vậy đối với những người mà bị bệnh, cả cái, những cái trẻ em, những người già, và cái hệ tiêu hóa bị lão hóa rồi thì uống cái sữa cừu này có protein người và hấp thụ trực tiếp nha cả nhà. Còn ví dụ như chúng ta uống sữa bò là protein của bò, và trong cơ thể phải đồng hóa tạo thành protein của người. Còn đây mình uống sữa cừu nhưng là của protein của người, tại vì là cừu này đã biến đổi gen rồi mà, hiểu chưa? Hay là chuột bạch chuyển gen có gen hormone sinh trưởng của chuột cống. Con chuột bạch thì nhỏ nhỏ xí, giờ có gen sinh trưởng của con chuột cống, con chuột bạch nó to bình luôn, đúng không? Hay gà mang gen tạo thuốc trị ung thư trong trứng, à ăn trứng gà mà tạo được chống được ung thư tốt quá. Hay là chuột nhắt chuyển gen GFP phản sáng huyền quang trong đêm này, tạ hồi chuyển gen học môn tăng trưởng này, tạ hồi mà người ta câu trong tự nhiên khoảng độ 1 ký thôi, nhưng mà tạ hồi chuyển gen á, ví dụ tạ hồi Na Uy bán đường Trương Công Định này có khi đến 7 ký đó cả các, về đó là những cá biến đổi gen nha cả các đấy. Còn ăn những cái cá biến đổi gen, ăn những cái thực vật động vật biến đổi gen này sẽ ảnh hưởng như thế nào, sang chương sau cũng sẽ giải. Cừu chuyển gen tạo sữa chứa protein của người, cá chuyển gen học môn sinh trưởng xạ này, và cá chưa chuyển gen, đây là cá chuyển gen học môn sinh trưởng, còn cá chưa chuyển gen nó nhỏ xí nè, không đấy. Dê chuyển gen cho sữa có protein của tơ nhện. Ôi hay thế nhỉ, dê mà chuyển gen cho sữa có protein của tơ nhện. Tơ nhện để làm gì cả không được. Ở lớp mà bạn nào trả lời câu hỏi này có trong người được tôi nhìn để làm gì, thấy tôi nhìn bao giờ chưa, nó mong manh không, chạm vào cái là nó đứt liền đúng không? Tôi nhìn bản chất là protein đúng không cả các em? Vậy tôi nhìn để làm gì, tôi nhìn để làm áo giáp chống đạn đấy. Ô biết thêm một kiến thức mới nữa đúng không, về áo giáp chống đạn làm từ tơ nhìn đó cả các em. Được chưa? À giảm nào chúng là đàn mà làm từ tơ nhìn giả thành rất đấy. Và chúng ta thấy những cái sợi tơ nhìn rất nhỏ như thế, nhưng mà khi đan xen ra với nhau người ta dệt thành một cái áo giáp chống đàn mà đàn cũng không xuyên qua được. Và chúng ta nhớ có một câu mà cô đọc lâu lắm rồi mà cô vẫn nhớ. Thói quen là gì? Thói quen là lúc đầu như tơ nhìn á, nhưng sau dần dần tạo thành một cái lõi thẻ. Ví dụ như thói quen cả các em tập cái thói quen dần xuống học bài, lúc đầu khó khăn không, cực kỳ khó khăn, buồn ngủ quá cô ơi, đặc biệt là các bạn lớp 12 phải học bài, nhưng sau đó cứ đúng 5 giờ mình dậy học bài, riết ngày này qua ngày khác tạo nên một cái đồng hồ sinh học thói quen của mình.
thói quen rất tốt. Hoặc có những cái thói quen xấu giống như mình chơi game, lúc đầu chơi game mình có biết chơi không? Đâu biết chơi đâu, đúng không? Bây giờ mình nghiền không? Nghiền. Giờ mình thành lõi thẻ rồi đấy. Mình phải lấy cái que hàn, mình hàn cắt đi thì may ra được, đúng không? Vào trà cái ghế, đúng không? Rồi, đó là tạo động vật chuyển gen chưa? B, tạo giống cây trồng biến đổi gen. Ví dụ, tạo nhiều giống cây trồng quý hiếm, chuyển gen trừ sâu từ vi khuẩn vào cây bông, tạo giống cây bông kháng sâu bệnh. Tạo giống lúa vàng có khả năng tổng hợp beta caroten trong hạt, beta caroten để tạo nên vitamin A nha. Hay là tạo giống cây biến đổi gen có sản phẩm được bảo quản tốt hơn này. Ví dụ như cây cà chua như người này cô nói ấy. Đấy, bất hoạt gen chính ở quả cà chua chuyển gen kháng virus thối củ vào hoa cây. Đi vào ha, những cái thành tựu của sinh vật biến đổi gen. Mình nhìn một số hình ảnh chuyển gen trừ sâu từ vi khuẩn vào cây bông, nhưng cây bông đâu có bị sâu nữa. Đó. Cà chua này. Đúng. Cây đu đủ đã được chuyển gen, trái đu đủ chưa được chuyển gen thì sâu virus ăn. Hay là giống lúa gạo vàng, gạo bông thông như màu trắng, giống lúa gạo vàng đúng. Từ beta carotene chờ đến C, tạo dòng vi sinh vật biến đổi gen. Ghi bài cho cô trước khi ghi bài nghe giảng thế ạ. Tạo ra các dòng vi khuẩn mang gen của các loài, ví dụ gen insulin của người chuyển vào vi khuẩn E. coli sản xuất lượng insulin trị bệnh tiểu đường. Nhớ cho cô nha, insulin chữa bệnh gì? Tiểu đường ha. Hay là chuyển gen vào vi khuẩn E. coli tạo nên kháng sinh hay các loại vaccine nó cả em. Hoặc là dùng vi sinh vật biến đổi gen để phân hủy rạc dầu hóa. Có một số vụ tràn dầu trên biển mình thấy người ta xử lý như thế nào. Đầu tiên người ta dùng phao khoanh lại khi đám dầu tràn xong, người ta hụt bớt ở phía trên tại vì dầu nhẹ hơn được, nó nổi lềnh bềnh lên trên. Nhưng những cái vảng dầu hụt xong, những vảng dầu vẫn còn loang lổ thì người ta rải những cái màu trắng trắng đó là cái gì? Không phải thuốc độc đâu, đó là những con vi khuẩn đã biến đổi gen và nó có khả năng phân hủy phao graphene làm cấu tạo nên dầu á các em. Nó ăn xong sau khi không còn thức ăn nữa nó sẽ tự chết, được chưa? Đó rất quan trọng, rất hiện đại ha. Đi xong cái đó giờ chúng ta tham khảo không ghi ở những cái này nữa. Tạo dòng vi khuẩn mang gen của loài khác nhau như insulin này, tiểu bệnh tiểu đường này, ha. Đây, sản xuất ra loại hormone dung giảm xuất huyết dạ dày tá tràng này. Sản xuất tiêu thụ nên xăng này ha. Và chúng ta đi vào một số câu hỏi củng cố. Giống lúa gạo vàng có khả năng tổng hợp beta caroten, tiền chất tạo vitamin A trong hạt được tạo ra nhờ ứng dụng của cái gì? Vừa mới nói xong đáp án gì nhỉ? Hả? Tất nhiên là công nghệ gen rồi, đúng chưa? Đó. Câu 2, plasmid có khả năng gì đấy? Đó. Có khả năng nhân đôi độc lập với ADN của tế bào chủ. Câu 3, ADN tái tổ hợp là phân tử ADN được tạo ra bằng cách nào cả thế? 10 giây rồi đấy. Đáp án nào nhỉ? Nối ADN của tế bào cho vào ADN của plasmid, được chưa? Câu 4, thao tác cắt tách đoạn ADN được thực hiện nhờ enzyme gì? Quá dễ rồi, enzyme cắt là reductase, còn enzyme nối là gì nhỉ? Lysase. Không, nhớ nha. Câu 5, công nghệ gen là gì? 10 giây dừng ở đây nào. Có phải là quy trình tạo ra những sinh vật hoặc có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới không?
Rồi tiếp tục. Chúng ta đây là sơ đồ tư duy. Tào Dũng nhờ công nghệ gen. Cái sơ đồ tư duy này có tổng hợp lại tất cả những cái kiến thức nằm ở trong cái bài 20 này để các em tham khảo. Bạn nào thích theo sơ đồ tư duy học thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Đó, còn không thì chúng ta cứ theo trình tự của cô và cô dành cho các em ghi chép bài đầy đủ và học thử cho cô bài 21. Chúng ta bài sau chúng ta sẽ học về các bệnh ung thư đây các em. Cô cảm ơn các em đã nghe bài giảng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em học sinh.